Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Theo phong thủy xưa, nghề là đại diện của trí tuệ, trung thực và may mắn. Đầu nghề là rồng, thân nghề cũng là rồng. Vì vậy, nó được xem là linh vật của trời đất, biểu trưng của trường thọ, quyền uy và dũng mãnh. Bên cạnh đó, Di Lặc Ngũ Phúc với nụ cười tươi trên môi, cùng chiếc bụng căng tròn và đôi tai to nghe thấu mọi thứ trên đời. Vì thế, chỉ cần nhìn ngắm khuôn mặt cười cũng sẽ có thể xua tan đi mọi phiền muộn trong cuộc sống. Khi trưng bày tượng Di Lặc Ngũ Phúc đứng trên lưng nghe trong nhà sẽ giúp gia chủ có thêm nhiều may mắn trong làm ăn, trường thọ sức khỏe. Di Lặc Ngũ Phúc đứng trên nghe là tượng gỗ phong thủy được chạm khắc trực tiếp từ gỗ hương đá nguyên khối. Chính vì thế, sản phẩm không có bất kỳ một tì vết nào với những đường vân gỗ to, rõ ràng, đảm bảo mang đến cho không gian trang trí một vẻ đẹp hoàn mỹ nhất. Tác phẩm khắc họa hình ảnh Phật cười, dưới chân Phật là hình ảnh chú nghe đang vươn mình về trước đầy quyền uy, tôn nghiêm và linh thiêng. Nếu quý khách hàng quan tâm tới sản phẩm, hãy liên hệ với Bảo Khánh để được tư vấn nhanh nhất. Và đừng quên nhấn theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn về các sản phẩm.